chi pu qua ảnh cam thường của phan trung đã xinh đẹp còn chọn trang phục cực khéo vẫn biết chi pu sinh rồi nhưng netizen vẫn phải bất ngờ trước loạt ảnh không qua chỉnh sửa mà khán giả trung quốc chụp cô đã vậy chi pu còn được khen là quảng cáo rất khéo là thí sinh nước ngoài trong một cuộc thi tổ chức ở trung quốc nên chi pu chịu khá nhiều bất lợi không nói thông thạo tiếng trung không có sẵn lượng fan hâm mộ để cổ vũ nhiệt tình nhưng cho đến bây giờ chi pu đã thể hiện rất tốt cô luôn tươi tắn thân thiện chủ động làm quen kết thân với các tỷ tỷ trong chương trình và quan trọng là cực kỳ cố gắng cho từng phần thi. Chính vì thế mà Chipu cũng dần được khán giả Trung Quốc chú ý và yêu quý. Đây là một điều cực quan trọng vì đạp gió 2023 chấm điểm thí sinh dựa theo lượng phiếu bầu của khán giả đến xem trực tiếp tại trường quay. Do đó những nghệ sĩ hoa ngữ được yêu thích, có nhiều fan thì sẽ có lợi thế hơn. Sau một thời gian tham gia đạp gió 2023, Chipu bắt đầu có fan ở Trung Quốc được netizen nước này quan tâm chụp ảnh mỗi khi cô đi ghi hình hay là tập luyện. Như mấy đây, mọi người cũng đã chia sẻ loạt ảnh Chipu không qua chỉnh sửa. Ai cũng phải tấm tắc khen ngợi làn da trắng như xứ, ngũ quan hài hòa của Chipu, đặc biệt là biểu cảm rạng rỡ, tươi giói và không ngại nhìn nhố trước ống kính đã giúp cho Chipu ngày càng gây được thiện cảm với mọi người. So với ảnh mà Chipu tự đăng trên trang cá nhân, thì diện mạo của cô không có nhiều khác biệt. Thế nên chính Ella Trần Gia Hoa cũng phải công nhận Chi Pu quá xinh đẹp ngay cả khi để mặt mộc. Tuy diện một set đồ đen toàn tập nhưng Chi Pu không hề bị nhàm chán bởi chiếc áo gen xuyên thấu còn làm nổi bật thêm nước da trắng đáng ghen tị. Trong các buổi tập luyện, Chi Pu thường diện áo lửng kèm quần rộng, đủ thoải mái để thực hiện các động tác mà vẫn thời trang và khoe được vòng eo thon. Thêm vào đó, chiếc quần cạp trễ để lộ rút xíu nội y xanh nhạt chính là cách để cho Chi Pu quảng cáo luôn về bộ sưu tập đồ lót mà cô tham gia thiết kế. Phải nói chi pu rất khéo léo để lộ nội y một cách vừa phải, đủ để thu hút sự chú ý mà không bị chê là phản cảm. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Đừng quên đăng ký kênh Data News để được cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.